Chào quý vị và các bạn đến với kênh Ánh Dương TV. Sau đây là bản tin thời sự mới nhất. Mang Tết ra Trường Sa thân yêu Đội tàu của Lữ đoàn 955, vùng 4 Hải quân và chi đội Kiểm Ngư số 4 vừa mang hương vị Tết đến với quân dân đang thực hiện nhiệm vụ trên các đảo ở quần đảo Trường Sa. Đã thành thùng lệ, hàng năm cứ vào dịp trước Tết Nguyên đán là những chuyến tàu của quân chủng Hải quân và Kiểm Ngư lại lên đường ra các đảo tiền tiêu trên khắp các vùng biển Tổ quốc đem những món quà Tết và tấm lòng của nhân dân cả nước đến với các cán bộ đang làm nhiệm vụ ngoài hải đảo xa xôi. Chiều qua, ngày 25 tháng 12, đội tàu của lữ đoàn 955 vùng 4 hải quân và chi đội kiểm ngư số 4 đã rời cảng Cam Ranh, mang hương vị Tết đến với quân dân đang thực hiện nhiệm vụ trên các đảo ở quần đảo Trường Sa. Quân cảng Cam Ranh, trong tiếng sóng, tiếng gió của biển, tiếng nói cười của những chiến sĩ làm nhiệm vụ vận chuyển, sắp xếp hàng hóa lên tàu. Một không khí hết sức khẩn trương của các cán bộ chiến sĩ lữ đoàn 955 và cán bộ thuyền viên chi đội kiểm ngư số 4 tất bật trong một hành trình dài của những chuyến tàu mang quà Tết ra đảo. Năm nào cũng vậy, cứ mỗi dịp Tết Nguyên đán cận kề, đội tàu của vùng 4 hải quân và chi đội kiểm ngư số 4 lại vượt sóng, đưa cán bộ chiến sĩ lữ đoàn Trường Sa, vượt hàng trăm hải lý, mang cả vật chất tinh thần ra với quân dân trên các đảo thuộc huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa. Ngoài nhu yếu phẩm, thực phẩm thường ngày, còn có cây quất cảnh mai, lá xong, gạo nếp, thịt lợn, gà, bánh mứt kẹo là hương vị Tết cổ truyền mà người dân cả nước gửi gắm cho quân và dân quần đảo Trường Sa. Đây là tấm chân tình của đất liền, mong cán bộ chiến sĩ nơi đảo xa, bốn bề sóng vỗ, được đón xuân nhâm dần 2022 sung túc, đầy đủ. Do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, việc vận chuyển hàng hóa lên tàu cũng thêm khó khăn. Trước khi hàng hóa đưa lên tàu, phải được khử khuẩn để đảm bảo an toàn tuyệt đối. Những ngày qua, cán bộ chiến sĩ tàu 561 khẩn trương tiếp nhận hàng, quà, phân loại và nhanh chóng đưa vào khu hầm lạnh bảo quản để khi hàng ra đến đảo vẫn còn tươi như ở đất liền. Thượng úy Nguyễn Trung Thành, CTV tàu 561 chia sẻ. Được mang những món quà Tết từ đất liền gửi ra quần đảo Trường Sa, mỗi chúng tôi mang trong mình trách nhiệm vô cùng to lớn, vinh dự và tự hào. Những món quà này được chúng tôi sắp xếp và bảo quản một cách chu đáo nhất. Sau khi tàu từ đất liền ra ngoài đảo, sẽ trao những món quà cho quân và dân trên quần đảo Trường Sa. Đó không chỉ là món quà về vật chất mà còn là món quà về tinh thần đối với quân dân trên đảo. Chuyến đi mang theo cả niềm tin yêu, tấm lòng chân quý của người thân, nhân dân cả nước dành cho các cán bộ chiến sĩ và nhân dân nơi đảo xa. Dẫu dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp, ảnh hưởng không nhỏ đến mọi hoạt động của đơn vị, nhưng toàn vùng 4 và chế đội kiểm ngư số 4 thực hiện tốt nhiệm vụ kép, vừa đảm bảo an toàn mọi mặt, vừa thực hiện phòng chống dịch hiệu quả nên mọi hoạt động tiếp nhận hàng quà, phân loại và nhanh chóng đưa vào khu hầm lạnh bảo quản tại bến, vẫn được cán bộ chiến sĩ lũ đoàn 955 và chi đội kiểm ngư số 4 thực hiện khẩn trương, đúng tiến độ. Thượng tá Nguyễn Vĩnh Nam, Lũ đoàn trưởng Lũ đoàn 955 cho biết, chuyến công tác cuối năm thực hiện trong điều kiện thời tiết sẽ có nhiều diễn biến phức tạp, quân số đông, thời gian hoạt động trên biển dài ngày, công tác bảo đảm gặp nhiều khó khăn, nhưng bằng mọi biện pháp, cán bộ chiến sĩ Lũ đoàn 955 sẽ quyết tâm khắc phục khó khăn, đoàn kết một lòng vượt qua mọi sóng gió, đưa đoàn công tác và cán bộ chiến sĩ cùng hàng quả Tết đến với quân dân quần đảo Trường Sa, an toàn tuyệt đối, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao. Thực hiện nhiệm vụ kết hợp với Bộ Tư lệnh vùng 4 Hải quân, vận chuyển hàng Tết ra đảo Trường Sa. Cán bộ thuyền viên hai tàu kiểm ngư 490 và 491, chi đội kiểm ngư số 4 đã chủ động tập trung làm tốt mọi công tác chuẩn bị đi biển đầy đủ, chu đáo nhất. Từ tiếp nhận, vận chuyển đến phân loại hàng hóa, quả Tết lên tàu bảo quản chu đáo an toàn. Anh Trần Văn Nhật, thuyền trưởng tàu KN490 cho biết. Cán bộ thuyền viên tàu rất vinh dự và tự hào khi là những người làm nhiệm vụ mang hơi ấm tình cảm cũng như là sự dây kết nối giữa đất liền và đảo xa. Chính vì vậy, mọi cán bộ thuyền viên trên tàu đều xây dựng ý chí quyết tâm cao nhất, cố gắng phát huy hết khả năng và tinh thần trách nhiệm để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Cán bộ thuyền viên tàu xác định đây là nhiệm vụ rất quan trọng và sẽ có nhiều khó khăn do điều kiện thời tiết cuối năm sẽ có nhiều diễn biến thất thường. Địa hình khu vực tàu hoạt động phức tạp nên ngay từ khi nhận nhiệm vụ, tàu đã chủ động tổ chức xây dựng các kế hoạch cụ thể, tỉ mỉ, sát thực tế nhất, dự kiến các tình huống và cách xử lý các tình huống có thể xảy ra khi hoạt động trên biển, đảm bảo an toàn tuyệt đối về mọi mặt, đưa đoàn công tác và quả Tết ra đảo. Theo chuẩn đô đốc Ngô Văn Thuần, chính ủy Bộ Tư lệnh vùng 4 Hải quân, việc chăm lo Tết cho anh em cán bộ, chiến sĩ đang công tác tại các đảo tiền tiêu của vùng 4 Hải quân luôn được Bộ Tư lệnh vùng xác định là một trong những nhiệm vụ quan trọng, phải tiến hành thật chú đáo. Vì vậy, chuyến đi cuối năm này luôn mang ý nghĩa đặc biệt, bởi đó là những chuyến tàu đưa mùa xuân tới với quân dân huyện đảo. Các mặt hàng người ra đảo đều mang hương vị tất cổ truyền của dân tộc, thể hiện sự quan tâm của quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, đồng bào cả nước với trường Sa, giúp cán bộ chiến sĩ đón xuân ấm áp, đủ đầy. Đó là nguồn động viên to lớn, giúp cán bộ chiến sĩ vượt qua khó khăn, yên tâm công tác vững vàng nơi đầu sóng ngọn gió. Thực hiện nhiệm vụ vào những ngày cuối năm, trên vùng biển có điều kiện thời tiết, sóng gió không thuận lợi. Nhưng cán bộ chiến sĩ trên các con tàu của lữ đoàn 955 vùng 4 Hải quân và chiếc đội kiểm ngư số 4 luôn xác định rõ nhiệm vụ. Đó là trách nhiệm, tình cảm và niềm tự hào của mỗi thủy thủ thực hiện nhiệm vụ nhịp cầu nối giữa đất liền với đảo xa. Ba hồi còi trò cảng, những con tàu đầy áp hàng, quả tết đã rời quân cảng cam danh, vượt sóng mang hương vị từ đất liền đến với quân dân đang thực hiện nhiệm vụ nơi đầu sóng ngọn gió, bảo vệ bình yên chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Nơi ấy là Trường Sa. Bản tin của chúng tôi đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những bản tin sau.